Con chim non trên cành cây hót líu lo, hót líu lo. Ta yêu chim, ta mến chim. Chà, bữa nay rửa chén rồi hát ca nữa. Có gì vui vậy? Em biết sao không? Tự nhiên anh cứ nghĩ tới cái cảnh đó là mỗi ngày anh được thức cùng giờ với em nè, được ở chung một mái nhà với em, và đặc biệt là được ăn cơm chung với em, tự nhiên anh thấy mình hạnh phúc lắm. Sớm đi hả? Ừ, sớm thích đúng không? Ờ, mà anh về nhà cũng lâu rồi đó. Anh ra coi, đi thăm hỏi hàng xóm xung quanh coi thử sao. Chứ ru rú trong nhà hoài hả? Đúng rồi đó, đúng ý của anh đó. Anh nghĩ là anh cũng cần phải làm một cái bữa tiệc ra mắt, giới thiệu cho mọi người trong cái khu này biết anh là ai, đúng không? Thôi, làm vừa vừa bớt bớt lại. Chủ yếu là kêu anh đi ra đường giao lưu mọi người để bớt sến ông ơi. Để chén tiếp đi. Em nói đúng, mình sẽ bắt đầu tạo những cái mối quan hệ nhỏ lẻ mới được. Anh Vượng, anh Vượng là chủ quán cà phê, người mà hay giúp đỡ Linh. Một người dễ thương tốt bụng như vậy, mình phải lấy điểm anh thôi. 5 cái đường, 2 cái cà phê bột, 1 thùng nước ngọt, 1 thùng sữa. Ông ạ, 5 cái đường đúng rồi, sao tiền đâu nhiều thế nhỉ? Vật giá leo thang quá. Kinh người, đúng là chiến tranh Mỹ Trung của khác. Ê, cái gì đấy? Em tạo ấn tượng. Làm cái gì đấy? Họ bị hâm à? Tôi đang tính toán, quên hết rồi lại phải tính lại rồi. Bực cả mình. 5 cái đường, hai ký cà phê, mình làm ấn tượng gì để giao lưu sữa, thân thiện mà sao một thùng rất ngọt, người gì đâu mà khó chịu. Bởi vì càng ngày càng cắt tóc là đúng rồi. Ê, Chiến Hữu, còn thủ vậy? Ê, đợi em một chút. Gì? Anh rảnh không? Chi vậy? Em tính rủ anh đi uống cà phê đó anh Tèo. Sách nặng chết rồi, không có thời gian uống cà phê. Uống cà phê chút đi rồi vô làm tiếp. Thôi, nó không có uống mà, đi về. Tại vì á, em đang muốn tạo thiện cảm cho tất cả mọi người ở đây. Thiện cảm mà em cũng là anh Tèo. Trước mắt không có thấy thiện cảm vậy đó. Ủa sao vậy? Cái tên tôi mà kêu không đúng nữa. Thì anh tên Tèo. Tèo gì? Tên Tí. Tèo là tên ông già tôi. Muốn rủ ông uống cà phê lên bàn thờ rủ ông kìa. Mệt à. Kỳ cục thiệt á chứ. Gặp ai cũng như là muốn lộn hay gì á. Muốn tạo thiện cảm mà. Người yêu ơi, con mềm đã héo khô, mặc hồ lá xác xơ những con đường. Ủa? Về hả? Ủa? Sao quạo vậy? Trời, sáng ra thấy mặc vest đồ đi rất là hào hứng mà sao về mặc quạo đeo vậy? Bây giờ anh hỏi em nè, em có gây thù chút oán gì với lại ông Vượng với lại ông Tý không? Gây thù chút oán gì? Đâu có, hàng xóm vẫn tình thương minh thương. Tình thương minh thương cái con khỉ. Cái câu người ta là tình thân minh thân hả? Còn khuya, thân ai nấy lo thì có. Ông nội kỳ cục à. Sao người ta làm gì anh, tự nhiên anh quạo? Nè, anh thấy không, anh ăn mặc chưa? Anh ăn mặc lịch sự. Anh ra đó anh đi tìm mọi người để anh tạo cái tình gọi là tình giống như anh nói đó, tình thương mến thương, để gắn kết, để đoàn kết với nhau, xây dựng cái mối quan hệ vững mạnh. Nhưng sao vừa mới gặp ổng thôi, nói một câu ông quay đi luôn. Ông nào cũng vậy chứ, có phải kỳ cục không? Anh có bị khắt khe quá không vậy? Nhiều khi anh tới anh chào hỏi, anh nói chuyện với người ta, lúc người ta đang có chuyện, có công, có việc xong người ta qua loa người ta đi thôi. Không phải cái thái độ đó. Đây là một cái thái độ coi thường. Coi thường? Chứ sao? Anh không có cam lòng nè. Một cái thái độ coi thường ra mặt luôn. Mặt anh không thèm nhìn nữa mà. Anh quá đáng. Đáng cái gì? Em ở đây bao lâu rồi? Hàng xóm nói gì biết tính biết nết. Anh bớt khắt khe đi. Anh coi là anh. Anh sao để anh chào người ta không nhìn mặt anh? Mất gì? Trời ơi, anh vừa lịch sự, anh vừa thân thiện, vừa dễ thương nè. Thôi là bây giờ không nói chuyện đó nữa. Anh nghĩ được gì là một cách vậy nè. Bây giờ ngay mình bán nhà đi chỗ khác đi. Gì vậy? Anh có điên không? Cái thấy ở đây không được rồi đó. Trời đất ơi, tự nhiên anh như con nít vậy. Anh như winner với anh Phương vậy đó. Tự nhiên hàng xóm nói gì không nhìn mặt anh bán nhà anh đi.
Thôi, thôi. Nhảm nhí. Bây giờ bằng cách nào mình mới có được thiện cảm của tất cả mọi người? Rõ ràng đây là thái độ coi thường. Có khi nào họ coi mình là cái người ở ké nhà vợ cho nên họ coi thường mình đúng không? Không được. Tôi sẽ không để cho ai coi thường tôi đâu. Ba con mới đi khỏi đây chưa lâu, chắc sắp về rồi. Uống gì không, chú làm? Dạ thôi, con ngồi đây chơi chút xíu được rồi. Ở nhà ngột ngạt quá. Tôi biết rồi, chuyện cầu Tùng đúng không? Dạ. Chào mọi người. Chào anh Vượng. Chào Vi. Thôi, em ngồi trong kia nha. Có uống gì không tôi làm luôn. Em hả? Ừ. Em qua đây chủ yếu là giao lưu kết bạn thôi chứ ăn uống chỉ là phụ thôi anh. Có vẻ như là muốn hẹn hò đối tượng tìm hiểu ở quán tôi đúng không? Thôi chú vào xay cà phê tí. Dạ. Lát mình nói chuyện tiếp nhá. Dạ. Đúng là cái đồ không ra gì. Cái gì? Cô Bi, cô vừa mới nói gì đó? Cô mới nói không ra gì hả? Cô nói vậy là cô bậy lắm, cô biết không? Cô anh mắc cười nha. Tôi nói gì mà bậy? Sao không bậy? Cô có biết là trên đời này có những người họ quen nhau cả chục năm, họ cũng chưa có vội vàng đánh giá người ta như vậy. Ủng hồ gì mới biết à mà cô nói như vậy? Phụ nữ có giác quan hay lắm anh ơi. Tuy là chưa quen biết quá lâu, nhưng đủ để phụ nữ đánh giá được con người và bản chất của đàn ông là như thế nào. Cái gì? Bản chất của đàn ông hả? Ừ. Rồi bây giờ cô nói bản chất của đàn ông như thế nào, cô nói nghe coi chơi coi. Là đồ tồi, là đồ không ra gì, đồ lợi dụng, đồ xấu xa. Cô nói cái gì vậy? Cái gì tào lao vậy hả? Tôi nói cho cô biết nha, tôi nể cô là tại vì cô là bạn của Linh, cho nên tôi mới nhịn cô đó. Cô đừng nói tào lao nữa. Cái gì? Tôi không nghe cô nói nữa. Ủa anh? Anh cái gì? Anh cái gì? Tôi nói không nói chuyện. Chú Vượng ơi, cho con hai ly trà tắc. Chờ chút nha, chú rửa ly xong có liền. Anh Vượng, anh cứ việc rửa ly đi, việc này để em làm được không đấy? Trà tắc đúng không? Dạ. Chờ chút xíu có liền. Dạ. Làm như hay lắm vậy. Tôi quen anh Tùng mấy năm rồi, làm như tôi không biết, tự nhiên cắt giọng tôi. Trà tắc thì dễ thôi mà. Ui. Ai, trà tắc, có trà tắc luôn, có trà tắc nghe. Có trà tắc ngay, trà tắc mát lạnh. Ủa, sao cô Vi có buồn dữ vậy? Có khi nào hồi nãy là mình hiểu lầm cổ không? Mình sừng cồ lộn không ta? À đúng rồi, có một lần Linh kể với mình là cha Tùng với lại Vi là đang có chuyện. Chết cha, vậy là nãy mình trách lộn cổ rồi. Không được, mình phải thể hiện một cái sự quan tâm hàng xóm lẫn nhau. Phải gọi cho cha Tùng thôi. Alo, ông Tùng hả? Trời ơi nè, tôi nói ông nghe nè. Ông á, ai cũng biết là ông đang đi công tác xa, nhưng mà ông làm ơn ông quan tâm tới Vi một chút. Trời đất ơi, ông có biết là bây giờ Vi đang như thế nào không? Cái mặt buồn hiu luôn, đang ngồi quán cà phê nè. Trời đất ơi, mình là đàn ông nha, mình là đàn ông thì mình phải quan tâm yêu thương phụ nữ, chăm sóc cho phụ nữ. Ai biết được đâu mà ông thừa biết là phụ nữ họ có cái tính là suy diễn. Ông đi làm xa vậy đó, ông không có gọi điện thoại về hỏi thăm, rồi cứ người ta hay suy diễn, người ta nghĩ ông có bồ đó, hiểu chưa? Ông gọi liền đi, gọi liền bây giờ đi nha.
tôi chỉ cho ông báo cho ông vậy thôi đó. Tôi rồi rồi cúp máy đi. Rồi, có trà tắc thơm ngon rồi đây. Trà tắc tới đây. Thơm ngon bổ dưỡng. À, uống giải nhiệt nữa nha. Dạ, em cảm ơn. Rồi, mời hai bạn. Vi à. Chờ xíu, chờ xíu. Trời ơi là trời, lại gì nữa đây? Sao vậy cháu? Con kêu trà tắc mà sao mà nó mặn quá vậy? Cái gì đây? Trà tắc. Tắc nào? Lấy ở đâu? Ở trong quầy á. Chỗ nào? Trong cái hũ có nắp màu trắng dễ thương lắm. Có biết nó là cái gì không? Đó là nước mắm. Trời ơi, ghê quá. Thôi con xin tính tiền, con tính tiền chứ Phượng ơi. Chúi xin lỗi nhé, chúi xin lỗi nhé. Trời ơi, nhân viên mới không có biết gì hết, vô tích sự quá. Chúi xin lỗi nhé, xin lỗi nhé, xin lỗi. Anh Nguyên, là anh hả? Anh gọi điện thoại cho anh Tùng đúng không? Đúng rồi. Anh làm cái gì vậy? Ý tốt mà. Tốt cái gì? Anh làm vậy là đốt nhà tôi đó. Đâu vậy hả? Không, muốn quán tôi phá sản đúng không? Không có đâu anh. Trời khổ ghê vậy đó. Thật sự tôi qua đây là tôi chỉ muốn trở thành một người hàng xóm tốt. Tôi muốn tạo thiện cảm cho tất cả mọi người thôi mà. Tốt đâu không thấy, thiệt đâu không thấy, toàn rắc rối thôi. Với tính năng EKYC xác thực hình ảnh pickable cho bạn smart thật, sẽ chi thật.